Rồi, xin chào các em nhé. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tuần số 24, luyện tập chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số, và chúng ta sẽ làm quen với những cái số La Mã xem đồng hồ. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 23 để chúng ta cùng vào tiết học hôm nay. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái phần tái hiện và củng cố kiến thức này. Thì yêu cầu mình là đặt tính rồi chúng ta tính. Vậy thì đây có những cái phép tính nhân và phép tính gì? Tính chia. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nè. Nhân số có 4 chữ số đúng không? 1 1 nè, 0 3 nè. Các em nhân cho mấy? Nhân cho 9 nè. À, vậy thì nhân số có 4 chữ số cũng như là nhân với 3 chữ số, 2 chữ số, 1 chữ số đúng không các em? Đấy, cách mà chúng ta nhân thì vẫn từ bên tay nào? Từ gì? Từ bên tay phải sang đúng không? Tức là hàng nhỏ nhất. 9 x 3 bằng 27, viết 7 nhớ 2. 9 x 0 là 0. 0 nhớ 2 là 2 nè. 9 x với 1 là 9 và 9 x 1 là 9. Được chưa? Rồi chúng ta sang phép tính thứ 2. 2 8 1 4 nè. Các em nhân với 3 nè. Được chưa? Rồi thầy kể luôn 3 phép tính này nhá. Tí nữa chúng ta khỏi phải kể nữa. Được chưa? 3 x 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 3 x 1 là 3, 3 nhớ 1 là 4. 3 x 8 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 3 x 2 là 6, 6 chúng ta nhớ 2 là 8. Sang phép tính thứ 3. 2, 6, 0, 7 nè. Nhân với 3. 3 x 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2. 3 x 0 là 0, 0 nhớ 2 là 2. 3 x 6 18, viết 8 nhớ 1. 3 x với 2 là 6, chúng ta nhớ 1 là 7 nè. Được chưa? Rồi, phép tính tiếp theo nè. 4 8 4 6 nè, nhân với 2. 2 x 6 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 4 x với 2 là 8, ta nhớ 1 là 9 nè. 2 x với 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1. Và 4 x với 2 là 8, ta nhớ 1 là 9. Được chưa các em? Rất là đơn giản đúng không? Rồi, sang các phép tính chia. Chúng ta cũng sẽ có 4 phép tính chia. Ta đến với phép tính chia thứ nhất nè. 8 6 4 nè, 2. Bây giờ chúng ta chia nó cho gì? Cho 2 nè. Chia cho 2 nhá. Được chưa? Rồi, 8 chia cho 2 thì được 4 nè. 4 x 2 là 8, 8 trừ 8 bằng 0. Hạ số 6 nè. 6 chia cho 2 thì được 3. 3 x 2 là 6, 6 trừ 6 bằng 0. Hạ số 4 nè. 4 chia 2 được 2. 2 x 2 là 4, 4 trừ 4 bằng 0. Hạ số gì? 2. 2 chia cho 2 được 1. 1 x 2 là 2, 2 trừ 2 bằng 0. Được chưa? Rồi, xong phép chia thứ 2. 7, 6, 8, 4. Chúng ta chia cho gì? Chia cho 4 nè. Chia nó cho 4 nè. Được chưa? Bây giờ chúng ta lấy nè, 7 chia cho 4 thì được mấy các em? À, như vậy thì 7 mà chia cho 4 thì được là 1 lần thôi đúng không? 1 x 4 là 4, 7 trừ đi 4 thì còn dư 3. Hạ 6 xuống, 36 chia cho 4 thì bằng 9 đúng không nào? 9, 4, 36, 36 trừ 36 bằng 0. Hạ 8, 8 chia 4 được 2, 2 x 4 là 8, 8 trừ 8 bằng 0. Kem hạ số gì? Số 4 nè. 4 chia cho 4 thì được 1, 1 x 4 là 4 và 4 trừ 4 bằng 0. Đấy, như vậy chúng ta đã có được 2 phép chia hết rồi. Để sang các phép chia tiếp theo nè. 6, 3, 5,
1. Các em chia cho mấy? Chia cho 5 này. Đó, đây chắc chắn là phép chia có dư rồi đó. Được chưa? Chia cho 5 nhá. Rồi. 6 chia cho 5 thì được mấy? Được 1 thôi đúng không? 1 x 5 là 5, 6 trừ 5 thì còn dư 1. Hạ 3 chúng ta được 13. 13 chia cho 5 thì chỉ được mấy? 2 thôi đúng không? 2 x 5 là 10, 13 trừ đi 10 thì còn dư 3. Hạ 5. 35 chia 5 được 7, 7 x 5 35. 35 trừ 35 bằng 0. Đó. Hạ số 1 nè. Đấy, nhớ chỗ này nha. 1 chia cho 5 thì chúng ta vẫn phải ghi số 0 vào đây nhá. Đấy, đừng em nào bỏ qua. 0 x 5 là 0, 1 trừ 0 thì còn dư 1. Đấy, đến đây mới ghi cho trọn vẹn nha. Phép chia nhớ đừng để bị mất điểm ở những cái phần này. 5 4 2 0 nè. Chúng ta chia cho 6 nè. Chia cho 6. Được chưa? 5 không chia được, lấy hai chữ số. 54 chia cho 6 thì được 9 nè. 9 x 6 bằng 54 đúng không? 54 trừ 54 bằng 0. Kem hạ số 2 nè. 2 chia cho 6 thì được 0 nha. Nhớ nè. 2 chia 6 được 0. 0 x 6 là 0. 2 trừ đi 0 thì bằng 2. Giờ kem hạ số mấy? Hạ số 0 chúng ta được 20. 20 chia cho 6 thì được mấy? Được 3 đúng không? 3 x 6 18. 20 trừ 18 thì còn dư 2. Đấy. Được chưa? Rồi. Sang bài tiếp theo. Bài số 2. Đây, bỏ ở đây đi. Bài số 2 người ta cho này. Một cái hợp tác xã chế biến chè. Đó. Chè hay là trong miền Nam các bạn gọi là trà đó, đúng không? Xếp hàng lên 6 xe tải. Và mỗi một cái xe thì chở là 1.500 túi. Mỗi túi thì nặng là 1 kg. À, vậy thì đây sẽ là 1.500 kg, đúng không? Số hàng này và chia đều cho 9 cửa hàng thì hỏi mỗi cửa hàng nhận được bao nhiêu túi chè. Đấy, vậy thì với cái bài này thì các em thấy nè. 1.500 túi nè. Tức là nó sẽ tương đương với 1.500 gì các em? Kg đúng không? Vì một túi nó bằng 1 kg đúng không? Được chia đều cho mấy xe? 6 xe. Đấy. Vậy thì chia đều cho 6 xe như thế này. Và người ta làm sao? Người ta chia cái này nè cho 9 cái cửa hàng. 9 cửa hàng. Vậy thì hỏi mỗi một cửa hàng á là bao nhiêu chè hay là bao nhiêu kg. Vậy thì muốn biết được một cửa hàng này là bao nhiêu thì chúng ta phải nhân với số lượng túi của mấy? 6 xe. Đúng không? Đấy. Tổng số là gì? Mỗi một xe thì nên trả bằng này. Vậy bây giờ chúng ta tính 6 xe là bao nhiêu? Đúng không? Đó, vậy bây giờ chúng ta sẽ giải lời giải thứ nhất này. Số kg chè hay là số gì? Số túi chè. Số túi nè. Hay là chúng ta ghi là gì? Kg. Đúng không? Đúng nè. Đấy, vì một túi sẽ bằng 1 kg chè. Mà cái hợp tác xã làm sao các em? Số túi chè hợp tác xã chế biến là, đúng không nào? Đấy. Thì chúng ta sẽ lấy một xe là 1.500 túi hay là 1.500 kg, nhân cho số lượng xe là nhân cho 6. Đúng không? Vậy thì 15 x 6 sẽ là 90. Vậy chúng ta thêm hai chữ số 0 nữa đúng không? Vậy thì đây sẽ là bao nhiêu? 9.000 túi hay là 9.000 kg. Đó. Bây giờ chúng ta có 9.000 túi mà chia cho mấy? 9 cửa hàng. Vậy thì đến đây chúng ta sẽ trả lời số gì?
số túi hay là số kilogram? Chè. Người ta hỏi gì? Mỗi cửa hàng, đúng không? Mỗi cái cửa hàng sẽ làm sao? Nhận là, được chưa? Ta sẽ lấy là 9 gì? 9.000. Chia cho mấy? Chia cho số lượng cửa hàng là chia cho 9. Vậy thì 9.000 mà chia cho 9 thì bằng 1. 1.000. Vậy thì mỗi một cửa hàng này sẽ nhận là 1.000 túi hay là 1.000 kilo gì? Kilogram. Được chưa? Đó, và các em ghi cho thầy đáp gì? Đáp số. Đó, dễ như lan kẹo rồi đúng không? Đáp số 1.000 túi hay là 1.000 kilogram nhá. Được chưa? Rồi, sang cái bài số 3. Nối theo cái mẫu nè. Vậy thì ở đây các em thấy nè, ở hàng trên á, là những cái chữ số La Mã, và hàng dưới đây nè là những cái số tự nhiên. Đó. Vậy thì người ta đã làm mẫu nè. Số 2 nè, chúng ta sẽ tìm số La Mã ở trên nối với số tự nhiên nè. Đúng không nào? Rồi, vậy thì đây số mấy nhỉ? À, đây sẽ là số gì? Số 10 nè. Các em tự nối và các em tự làm bài này được đúng không? Đây là số mấy các em? 5 với 1 ở phía bên tay gì? Tay phải. 5 với 1 sẽ là 6 nè. 10 với 5 là một số bao nhiêu? 10, 15. Đúng không nào? Đó. Đây là số mấy các em? Số 5. Quá đơn giản đúng không? Rồi, và đây là số mấy? Số 10, 11. Được chưa? Xong nhá. Rồi, bài số 4. Điền cái số thích hợp vào chỗ trống theo cái mẫu này. Như vậy ở trên này, người ta cho mình số tự nhiên và ở dưới yêu cầu mình ghi là số La Mã. Vậy thì số 3 này người ta ghi này. Rồi đến số 4. Số 4 người ta có ghi thêm một cái như này không? Không đúng không? Số 4 thì số 1 ở trước này. Sau đó đến số gì? Số 5 này. Đấy. Số 7 các em. À, số 7 thì số 5 này. Sau đó đến 6 đến 7 này. Số 12 này là 10 này. Đó, 11 này, 10, 12. Được chưa? Số 9 này thì chúng ta sẽ có là 10 này, nhưng mà đằng trước của nó phải là số gì? Số 1 này. Đó, đây là số 9 nhá. Rồi, số 16 các em. À, số 16 thì được ghép nè bởi số 10 nè, số 5 nè và số 1. Được chưa? Số 19. Số 19 thì chúng ta lại ghép như thế nào các em? Một số 10. 1 và 10. Đó, vậy thì đây 10 với 9 sẽ là số 10, 19. Số 20. Được chưa? Xong nhá. Đấy, mấy bài về số La Mã chúng ta chỉ làm trong gì? Mấy nốt nhạc thôi đúng không? Rồi, sang bài đồng hồ chỉ mấy giờ. Các em cùng quan sát vào đây, chúng ta xem cái đồng hồ này. Như vậy thì với đồng hồ này chúng ta thấy kim dài, kim ngắn nè. Kim dài, đây kim ngắn đúng không? Vậy thì kim ngắn là chúng ta thấy chỉ giờ. Và kim dài này sẽ chỉ gì? Chỉ phút nè. Vậy thì giờ ở đây nó qua số mấy đây? Số 6 thì chúng ta sẽ ghi đây là 6 giờ nè. Bây giờ chúng ta sẽ đếm đến phút nè. 5 nè, 10, 15 đúng không? 10, 6, 10, 17. Như vậy thì phút sẽ là 17 phút. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy cái đồng hồ tiếp theo. Kim giờ chuẩn bị đến số gì? Số 9. Kim phút là đến số gì? Số 8. Vậy thì ở đây chúng ta có thể ghi giờ hơn hoặc giờ kém cũng được nhé. Nếu ta ghi giờ gì? Giờ hơn nè. Thì đây sẽ là mấy? 8 giờ bao nhiêu các em? 8 giờ bao nhiêu? 4 gì? 40 phút. Đó. Nhưng mà giáo viên lại hỏi, vậy thì bạn nào có thể nói cách khác? Vậy thì 40 phút nữa. À xin lỗi, 20 phút nữa sẽ là 9 giờ. Chúng ta sẽ có giờ kém sẽ là 9 giờ kém bao nhiêu? 9 giờ kém bao nhiêu? À, kém 20 phút nha. Đấy, vậy thì đây chính là giờ gì?
giờ kém nè. Được chưa? Rồi cái đồng hồ tiếp theo. Các em nhìn thấy kim giờ qua số 12. Kim ngắn nè. Đến số mấy? Số mấy đây? Qua số 7. Vậy thì ở đây chúng ta có thể ghi là 12 giờ. Giờ hơn nè. 12 giờ đến số 7 với một nấc đây sẽ là 30 mấy? 36 phút. Giờ nếu nói theo giờ kém thì sẽ là mấy? 13 giờ. Đúng không? Hay là 1 giờ. Kém bao nhiêu các em? Kém bao nhiêu? À, ở đây sẽ là kém 25. Đến đây là kém 25 đúng không? Vậy thì sẽ kém 20 mấy? 24. Được chưa? À, đây sẽ kém 24 phút. Được chưa? Rồi. Tiếp theo. Đây là mấy? 8 giờ. Chúng ta cũng có thể nói bằng hai cách nè, giờ hơn và giờ kém, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ nói giờ hơn trước đi. Là cái đồng hồ này nhé. Vậy thì đây sẽ là 8 giờ bao nhiêu? Hay là 7 giờ các em? À, nếu 8 giờ là giờ kém và 7 giờ là giờ hơn đúng không nào? Thì đây sẽ là 7 giờ nè. Bao nhiêu phút? 45 nè. 46, 4, 47 phút nè. Được chưa? Và nếu nói giờ kém thì sẽ là 8 giờ. Kém bao nhiêu các em? Kém bao nhiêu? 10, 13, đúng không? Đấy, kém 13 phút. Tức là 13 phút nữa thì sẽ là 8 gì? 8 giờ. Rồi. Tương tự như vậy, ở đây chúng ta cũng có thể nói giờ hơn, giờ kém. Nếu giờ hơn thì chúng ta sẽ nói là 1 giờ hay là 13 giờ cũng được nha, tùy theo. 1 giờ bao nhiêu các em? 50 mấy? 55 phút nè. Hoặc nếu chúng ta nói giờ kém thì sẽ là 2 giờ kém mấy? À, kém 5 phút, tức là còn 5 phút nữa thì sẽ đến 2 gì? 2 giờ. Rồi, tương tự như vậy, chúng ta sẽ có giờ, giờ hơn. Đây là 10 giờ, bao nhiêu? Bao nhiêu đây? Đây là 40, 41, 42, 40, 43 phút. Được chưa? Và nếu giờ kém thì sẽ là 11 giờ. Kém bao nhiêu các em? À, kém 17 phút. Được chưa? Ai mấy cái này thì chúng ta quá là thuần thục rồi, rất là dễ, thầy chỉ viết để chúng ta nắm thôi. Rồi, như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái phần gì các em? Phần củng cố tái hiện đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo. Đó là cái phần kết nối nè. Người ta cho mình cái bài số 6 như sau. Tìm x biết. Rồi, x nhân với 5 bằng 4035. Vậy thì đây là gì? Thừa số nhân với thừa số bằng tích này. Đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm cái này như thế nào đây? Vậy thì muốn tìm một thừa số, chúng ta sẽ lấy cái gì? Tích của nó chia cho gì? Chia cho thừa số đã biết, tức là chia cho 5. Và giờ nhiệm vụ của các em là tiến hành phép tính chia 4035, các em chia cho 5. 4 không được, 40 chia 5 bằng 8. Đúng là hạ 3, 3 chia 5 bằng 0. 0 x 5 là 0, 3 trừ 0 bằng 3. Hạ 5, 35 chia 5 bằng 7. Như vậy chúng ta sẽ có kết quả đây là 8, 0, 7. Được chưa? Rồi, tương tự nè. X nhân 2 nhân x bằng 6120. Tức là cũng là thừa số nhân thừa số bằng tích. Vậy thì x đây cũng là một thừa số, thì chúng ta sẽ lấy tích của nó là 6120, chia cho thừa số đã biết, tức là chia cho 2. Được chưa? Rồi, mình sẽ tiến hành chia nè. 6120 chia cho 2. 6 chia 2 được 3, đúng không nào? 1
chia cho 2 bằng 0. 0 x 2 là 0, 1 trừ 0 bằng 1 hạ 2. 12 chia 2 bằng 6. 6, đúng không? 6, 2, 12, 12 trừ 12 hết. 0 hạ xuống nè. Nhớ đừng bỏ qua bước này. 0 chia cho 2 thì bằng 0. 0 x 2 là 0, 0 trừ 0 mới bằng 0. Vậy thì kết quả sẽ là 3060 nha. 3060. Rồi, tương tự như vậy thì câu này thầy cũng không cần phải hướng dẫn nữa, chúng ta chỉ tiến hành thực hiện phép tính chia thôi. Được chưa? Chín sáu bảy hai chia cho 8. 9 chia 8 được 1, còn dư 1. 16 chia 8 bằng 2. Hết. Hạ 7 được 0. Đúng không? Hạ 7. Hạ 2. 72 chia 8 bằng 9. 9872 hết. Như vậy còn là 1209. 1209. Được chưa? Xong nhá. Rồi, đến bài số 7 nè. Người ta cho nè, một cái hợp tác xã nuôi 6.324 con gà. Con gà vàng Vạn Linh á, tức là một trong cái giống gà của Lạng Sơn, đúng không? Hợp tác xã đã bán nè. Đấy, anh ta nuôi là bằng này đi chẳng hạn nè. Đó, được chia làm 3 phần, đúng không? Đấy, 1, 2, 3 nè. Đã bán 1 phần 3. Đây là số gà mà nuôi nè. Đó, số gà đã bán nè là 1 phần 3 này. Đấy, vậy thì hỏi còn lại là bao nhiêu? Các em hình dung không nào? Vậy thì giờ muốn biết là cái số còn lại bao nhiêu thì chúng ta phải tính cái số gì đây? Số đã bán. Được chưa? Dễ như ăn kẹo rồi, đúng không? Chúng ta sẽ trả lời ngay và luôn, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ trả lời số gà. Số gà hợp tác xã. Hợp tác xã đã gì? Đã bán là, đúng không? 6 3 2 4 chia cho mấy? Chia cho 3. Được chưa? Vậy thì 6 3 2 4 mà chia cho 3 thì chúng ta sẽ được bao nhiêu? Sẽ được là 2108. Vậy thì gà đây chúng ta ghi là đơn vị là con. Được chưa? Vậy thì đã bán bằng này mà họ có bằng này thì bây giờ mình sẽ tính được số gì? Số gà hợp tác xã còn lại là, đúng là sẽ là số đã có là 6324 nè, trừ đi số đã bán 2108. Được chưa? Vậy thì khi mà trừ đi ở đây thì chúng ta sẽ còn lại bao nhiêu? 4 trừ đi 8 thì bằng mấy? Bằng 6. 2 trả 1 thì còn 1. Được chưa? 3 trừ 1 bằng 2 và 6 trừ 2 bằng 4. Như vậy còn lại là 4216 con. Và đây chính là đáp gì? Đáp số nha. Đáp số 4216 con gà. Được chưa? Rồi, sang bài số 8 nào. Đúng thì chúng ta sẽ ghi chữ D và sai thì sẽ ghi chữ F. À, như vậy mình nhìn đây nè. Ở đây người ta cho mình nè, số la mã nè, rồi đọc nè. Vậy thì đây có đúng là 3 không? Đúng, đúng không? Mình sẽ ghi chữ D nè. Đây là số mấy các em? Số 4 mà người ta đọc là số gì? Số 3. Sai. Đúng không? Đây là số 14 phải không? Sai luôn. Đây là số mười mấy các em? À, đây chính là 10, 16 nhá. Đó. Rồi. Số 14 đúng không? Chính xác. Rồi. Sang bên này. Số 8 phải không các em? À, đây chính là số 8 đúng không? Đúng. Đây là số mấy? À, 5, 6, 7. Đây chỉ là số 7 thôi mà người ta đọc là 8 là sai.
Số này số mười mấy các em? À đây là số 19. Nhưng mà người ta đọc tới 21 đúng không? Sai. Đấy, đây mới chính là số 20, 21. Đúng không nào? Đấy, xong nhá. Quá đơn giản đúng không? Nên thầy không phân tích gì thêm. Rồi, bài số 9. Vẽ thêm cái kim giờ, kim phút để đồng hồ chỉ cái thời gian ghi bên dưới nè. Vậy đây nè, 5 giờ 23 phút nè. Vậy thì đây là giờ hơn nè. Đúng không? Thì trước hết mình sẽ vẽ cái kim phút nè. 20 nè, 21 nè, 22, 23. Như vậy kim phút của mình là sẽ nhỏ hơn. Và nó là kim gì? Kim dài, đúng không? Đây mình sẽ vẽ đây, kim phút đây, 23. Được chưa? Rồi kim giờ nè, 5 giờ. Đấy, vậy thì nó sẽ chỉ qua gì? Qua số 5 một chút, đúng không? Chúng ta không để thẳng số 5 được. Đấy, vậy thì đây chúng ta sẽ kẻ đây là 5 giờ. Đấy, được chưa các em? 12 giờ 29 phút. Đấy, vậy thì 29 phút là kim phút thì nó gần với số 6, tức là gì? Nó còn một vạch nữa là đến số 30. Đúng không? Đó, vậy thì các em sẽ vẽ kim giờ này. Đó, 12 giờ 29 tức là lúc này cái kim giờ chúng ta sẽ nằm giữa số 1 và số 2 rồi, đúng không? Đấy, nó nằm giữa số 1, số 2 như thế này. Đấy, thì chúng ta nhớ vẽ kim giờ ngắn hơn và cho nó đậm hơn. Được chưa? Rồi, 13 giờ 51 phút. Đây, 51 phút tức là gì? Còn mấy? 9 phút nữa sẽ đến gì? Sẽ đến 10, 14 giờ, đúng không? Đây, 51. Đây là 50. Bây giờ thêm 1 nữa là 51 phút nè. Mà bây giờ là 13 giờ, tức là gì? Gần đến số 2 rồi. Được chưa? Đấy, các em chú ý về cái cách mà chúng ta trình bày các em nhé. Tức là nó qua số 1 và gần tới số 2 rồi. Còn 9 phút nữa là gì? Nó sẽ sang tới cái số 2 đây nè. Đó, nên là cái này các em vẽ cho nó gần tới số 2 nhé. Đừng có ghi nó thẳng số 1 quá là xấu. Rồi, tiếp theo, 3 giờ kém 12 phút. Đấy, kém 12. Thế này các em đếm xuống này, 5, 10. Đó, vậy thì đây là 15. Vậy thì 11 nè, 12 nè, được chưa? Đó, chúng ta có nhiều cách để chúng ta đếm nhé. Tùy theo về cái thuận của các em chúng ta đếm ở hướng nào. Vậy thì còn mấy? 12 phút nữa thì sẽ đến 3 giờ. Đó, vậy thì cái kim giờ của chúng ta cũng sát cho đến gì? Cho đến gần số 3 cho thầy. Được chưa? Đây là số 3 này. Chúng ta cũng cho nó gần sát số 3 cho thầy nhé. Thì để đảm bảo cho nó độ chính xác ạ. Được chưa? Rồi, tiếp theo, 5 giờ rưỡi. 5 giờ rưỡi tức là 5 giờ bao nhiêu các em? À, 5 giờ 30 thì người ta gọi là 5 giờ rưỡi. Được chưa? Đó, vậy thì cái này bạn nào cũng biết rồi, nó sẽ nằm giữa số 5 và số 6 kim giờ thôi. Được chưa? Rồi, 23 giờ đúng tức là 23 giờ 00 phút. Vậy thì 23 giờ thì kim giờ sẽ là số 11 và kim phút sẽ là số bao nhiêu? Số 12. Đấy. Được chưa? Chúng ta căn vẽ cho nó chuẩn nha. 23 giờ này. Được chưa? Đó, dễ như là ăn kẹo kéo đúng không? Rất là đẹp. Rồi, như vậy chúng ta đã xong cái bài số 9 nha. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài số 10. Bài số 10 của chúng ta, tôi yêu cầu này, vẽ thêm kim giờ, kim phút để đồng hồ chỉ cái thời gian thích hợp. À, như vậy thì cũng giống như ở cái bài số 9 thôi, chúng ta chỉ vẽ thêm gì? Thêm kim giờ và cái kim phút vào đây thôi, đúng không? 13 giờ 17 phút, tức là lúc này đồng hồ sẽ chỉ là 1 giờ 10, 17 nè. Đây 15 nè, 16, 10, 17 nè. Đó, vậy thì đây chính là kim phút nè. Được chưa? 17 nè. Rồi, 13 giờ tức là qua được số 1. Về kim gì? Kim giờ qua được số 1 một chút. Thì đây chính là 13 giờ 10, 17 phút nè. Được chưa? Xong nhá. Rồi, sang cái giờ tiếp theo là bao nhiêu? 8 giờ 44 phút.
À như vậy thì 44 à. 8 giờ tức là gần đến 9 gì? 9 giờ đúng không? 44 là gần đến 45. Đây. 45 là số 9, vậy thì đây chính là 40 mấy? 44 à. Đây là 8 giờ nè. 44 phút. Đấy, đây 44 phút được chưa các em? 8 giờ. 44 tức là kim gì? Kim giờ này của chúng ta nó sẽ chỉ gần tới số mấy? Gần tới số gì? Số 9 này này. Đấy, các em chọn. Tức là còn 15 phút nữa sẽ đến gì? Sẽ đến 9 giờ. Được chưa? Đấy, vậy thì đây là cái kim giờ của chúng ta. Được chưa? Rồi. 20 giờ 50, 53 phút. Đây là 50 năm này. Đúng không? 5 năm thì 54, 5, 53. Đấy, vậy thì đây chính là gì? 20 giờ thì chúng ta sẽ có phút trước này. 53, 54, 55. Đúng nè. Đó, vậy đây sẽ là 55 nè. 20 tức là gần đến số mấy? Gần đến số 9 này rồi. Hiểu không? Tức là 9 giờ kém bao nhiêu? Kém 17 phút. À xin lỗi các em, 9 giờ kém 7 phút. Đây. Xong nhá. Được chưa? Rồi, như vậy chúng ta đã thực hiện xong được cái phần B. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần C nha. Rồi, phần C này. Phần C họ cho mình một cái tấm pin mặt trời có dạng hình chữ nhật với chiều dài này là 1190 mm, tức là chiều này, đúng không? Chiều rộng thì bằng nửa chiều dài, tức 1/2. Và yêu cầu mình tính gì? Tính chu vi. Vậy thì cái này có cần phải tóm tắt không các em? Không cần nữa đúng không? Chúng ta sẽ tính ngay chiều gì? Chiều rộng. Trả lời ngay đi. Chiều rộng của cái gì? Tấm pin mặt trời đó là, đúng không nào? Đó. Chiều rộng cái tấm pin mặt trời đó là, các em sẽ lấy chiều dài nè, 1990 chia cho mấy? Chia 1/2, tức là các em sẽ chia cho 2. Đúng không nào? Đó thì sẽ bằng bao nhiêu các em? 1990 mà chia cho 2 thì sẽ được 8 bao nhiêu? À như vậy chúng ta sẽ được là 19 chia cho 2. 1990 chúng ta chia cho 2. 19 chia cho 2 được 9, 9, 2, 18 còn dư 1. 19 chia 2 9 tiếp 12, 10. Đúng không? 10 chia 2 bằng 5. Như vậy nó sẽ là bao nhiêu? 990, 95. Đơn vị là mi gì? Mili nhá. Đó. Vậy thì đã có được chiều dài, có được chiều rộng thì mình có tính được chu vi không? À vậy thì chu vi tấm pin mặt trời đó là, được chưa? Chu vi thì bằng cái gì các em nhỉ? À sẽ bằng chiều dài 1990 cộng với chiều rộng 995, tất cả nhân với 2. Được chưa? Vậy thì các em thực hiện chúng ta sẽ được kết quả là 5.000 bao nhiêu? 5.970 gì? 70. Đó, 5.970 nhá. Được chưa các em? Và đây chính là đáp số của bài toán mà chúng ta phải đi tìm. Đó, vậy thì cái pin mặt trời chắc nhiều em cũng đã quen rồi đúng không? Bởi vì đây là một trong những cái nguồn năng lượng về mặt trời. Đó, cũng như nguồn năng lượng về gió, đây là nguồn năng lượng rất là lớn của thiên nhiên ban tặng cho chúng ta đúng không? Đó, và cái ứng dụng của cái pin năng lượng mặt trời này thì bây giờ ở Việt Nam ta là gần như là phổ biến và phổ thông lắm rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài số 12. À, cái bài số 12 thì chúng ta phải chuẩn bị là que diêm này. Thầy cũng đã có que diêm ở đây. Câu A, dùng que diêm để xếp thành các số la mã từ 1 cho đến 10. Đây, số la mã từ 1 đến 10 chúng ta xếp rất đơn giản rồi đúng không các em? Đây số 1.
Được chưa? Đấy. Số gì? Số 2 nè. Được chưa các em? Đấy, số 2, số 3. Đó, quá dễ rồi đúng không? Như vậy thì que diêm để xếp thành các số La Mã thì các em tự xếp nhé. Đấy, chẳng hạn như số 10 này. Đấy, số gì? Số 9 nè. Được chưa? Thì những số này chúng ta tự xếp được nha. Thầy sẽ không thực hiện nữa bởi vì nó quá đơn giản rồi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ sang cái câu B đây nè. Thay đổi vị trí của một que diêm. Đó, để được phép tính đúng nè. Đó, vậy bây giờ thầy sẽ xếp vào đây cho các em cùng quan sát nè. Đó, cái que diêm của người ta đặt như thế này đúng không? Đây là số mấy nhỉ? À, như vậy chúng ta nhìn thấy ở đây cái que diêm này người ta đang xếp cho mình đây là số số mấy? Số 4 nè. Đúng không? 4 nè. Đây là dấu gì? Dấu bằng nè. Phải không? Đó, vậy thì giờ mình sẽ thay đổi vị trí của các cái que diêm làm sao để được một phép tính đúng. Đây là số gì? Số 3 nè. Không biết là của thầy có đủ que diêm không nữa. Đó, đây là 3 đúng không các em? 1, 2 nè. Được chưa? 3 nè. Đó. Được chưa? Rồi. Biết đó là số 3 nhá. Đây là dấu gì? Dấu trừ nè. Đây là số 1 nè. Được chưa? Đấy, vậy thì bây giờ mình sẽ thay đổi vị trí của các cái que diêm này nè. Làm sao để được một phép tính là phép tính đúng và mình chỉ được thay đổi vị trí của một que diêm thôi. Vậy thì ở đây các em có nhìn thấy không? 4 nè. Đây dấu bằng nè. Bây giờ thầy sẽ bỏ một cái que diêm này ra chẳng hạn này. Chúng ta có phép tính nè. 4 trừ 3. Đó, vậy thì ở đây sẽ là dấu gì? Dấu bằng. Phép tính đúng chưa? 4 trừ 3 bằng 1. Được chưa? Đấy, thầy sắp xếp xong nhá. Rất là đơn giản đúng không các em? Rồi, đấy, như vậy thì chúng ta có gì phải nói về vấn đề này nữa không? Quá là đơn giản rồi đúng không? Được chưa? Đấy, vậy thì bài que diêm ta thực hiện xong. Sang cái bài số 13. À, đây là người ta cho mình cái thông tin về cái đồng hồ Big Ben. Đồng hồ Big Ben được xem như một biểu tượng của nước Anh. Đó, ở trong cái sách tiếng Anh của các anh chị từ lớp 6 cho đến lớp 12 là thường có cái đồng hồ này nè. Đấy, nhưng mà thực ra thì Big Ben là tên gọi của một cái quả chuông lớn. Nó nặng khoảng 13 tấn trong cái tòa tháp. Và các em có thể tìm hiểu thêm về cái tòa tháp này cũng như là cái đồng hồ Big Ben này ở trên mạng các em nhé. Dưới đây là những hình ảnh tháp đồng hồ Big Ben các thời điểm khác nhau. Và chúng ta sẽ cho biết là đồng hồ những lúc đó chỉ mấy giờ. Nhìn đây chúng ta thấy mấy giờ đây nhỉ? Kim dài số 12, kim ngắn số gì? Số gì đây? Số 8 hay số 7? À, đây là 6 nè, 7 nè, 8 nè. Như vậy đây lúc này là đồng hồ sẽ chỉ là lúc 8 gì? 8 giờ nè. Được chưa? Rồi, đến đây nè, các em thấy nè, kim dài chỉ số mấy? Mấy đây? 5, 10, 15, 20, 2, 25. Như kim dài 25 phút. Kim ngắn này số mấy? Gần đến số 6, đúng không? Vậy thì đây chỉ là mấy? 5 giờ 20 mấy 25 phút, đúng không? Hoặc là chúng ta có thể ghi là 7 giờ. Nếu đây thì sẽ là 20 giờ. Rồi, ở đây là bao nhiêu phút các em? À, đây cũng là bao nhiêu? 15, 20 nè. 20 nè. Nhưng mà kim này, kim ngắn này cũng trùng luôn. 5, 10, 15, 20. Vậy thì đây là 1, 2, 3, 4 nè. Và đây là 4 giờ 20 nè. 4 giờ 20 phút. Nếu nói giờ 24 thì chúng ta cũng thể ghi đây. 8 giờ tức là sẽ tương đương với 20 gì? 20 giờ nha. Rồi, 5 giờ 25 phút tức là chúng ta có thể ghi đây là 17 giờ. 20 mấy 25 phút. Đấy thì tùy theo bởi vì đây là cái đồng hồ nó chỉ như thế này, mình nhìn vào thì mình không nắm được cái thời điểm. 4 giờ tức là 16 giờ 20 phút. Đó, nếu theo giờ 24. Được chưa? Rồi, và đến đây thì cái clip của mình cũng rất là dài rồi. Các em đừng quên chia sẻ cái clip này cho các bạn đang học ở trong lớp, trong trường đến nha.
Rồi, tạm biệt các em.